Rồi ok, xin mến chào quý vị và mọi người. Trước mắt quý vị và mọi người đây là tác phẩm Cây xanh Vương Miện của Bắc Trường, đang ở trong khuôn viên của công ty của bác ấy ở dưới Kinh Môn, Hải Dương đấy. Đấy. Tác phẩm này thì có lẽ là nhiều người biết đến rồi, không có gì là xa lạ. Bây giờ là tháng 2 âm lịch năm 2019. Tại thời điểm này em quay thì cái dáng vẻ của cái tác phẩm này nó như thế này. Không biết là từ giờ đến cuối năm hay là 1-2 năm nữa thì nó có những cái gì nó chuyển biến. Có duyên, có cơ hội lại quay cho mọi người được ngắm những tác phẩm đẹp này. Bác Trường đây thì cũng có nhã ý, và có lúc nãy có bảo với em rằng là nhà gần lúc nào cứ tranh thủ 1-2 tháng thích thì lại xuống quay. Thì những cái tác phẩm mà đẹp của bác ấy cũng thỉnh thoảng là bác ấy cũng hay hay giao lưu, hay mua về những tác phẩm đẹp. Nên là xuống chơi và quay video lên cho mọi người xem. Bác ấy còn rất là nhiều những cái cây đẹp ở trong nhà chính ở thành phố Hải Dương cơ. Thì em sẽ thu xếp và em xuống em làm một vài cái video quay cho mọi người xem những cái tác phẩm đẹp ở trong bên trong nhà trong đấy. Đây, mọi người có thể thấy này, quay như này là mọi người đã quá rõ rồi. Tay cành này. Mỗi cây nó có một vẻ đẹp riêng nhá. Nên là những cái uốn éo này là những cái nó tạo nên cái dáng dấp nghệ thuật của cây đấy. Nhiều bác là xem không hiểu về cây lắm hay gì, không hiểu được tính nghệ thuật của nó. Quả nó loằn ngoằn. Rồi. Bên cạnh cái tác phẩm Vương Miện thì là tác phẩm Ngũ Hành Sơn. Đấy, đây là tác phẩm Ngũ Hành Sơn. Ôi dồi ôi, bác Trường ơi là bác Trường ơi. Đi bác đi tập kết hết cả cây về nhà bác thế này thì sao mà đẹp quá đi mất. Hồi trong năm 2018 em cũng có dịp em qua nhà bác Dũng Tân ở Thái Nguyên. Em cũng quay một số tác phẩm đẹp ở trong vườn nhà bác ấy. Nhưng mà trong nhà bác ấy, ở cái khu đấy, nó là cái khu bác ấy xây dựng cái khu gọi là vui chơi giải trí. Bác ấy đặt cây ở đấy. Ôi, cây này già quá. Ủa, em nhìn cái bệ của cái cây này tuyệt vời quá, nhìn rất là điều hòa. Ở dưới là một bể nước, ở trên nhìn nó rất là, nó có một cái gì đấy toát lên một cái vẻ đẹp.
Đây bác ấy cho phân lân vào trong này, phân nhật thì phải. Ở trong này nó có một cái hốc đẹp thế rồi, có một cái hốc này đúng rồi. Đây nha mọi người, cái nhìn này, hốc này rất sâu nhá. Đây. Đấy. Tuyệt vời quá. Như ở trong tự nhiên đấy. Thế là nghệ nhân nào có được những cái ý nghĩ phải nói là tuyệt vời, xây dựng nên cái tác phẩm như thế này. Làm cây, chơi cây, yêu cây, mỗi người một sở thích, mỗi người một cái con mắt nhìn riêng, nghệ thuật mà, trong nghệ thuật. Cho nên là không thể nào mà có thể nói là ông này giỏi hay ông kia giỏi. Theo em thì tất cả đều giỏi, vì họ đều có những cái ý tưởng riêng. Có một cái là rất là cụ thể như thế này. Em thấy là ở ngoài Hà Nội em ấy, ở hồ Gươm ấy, hồ Hoàn Kiếm đấy, mọi người thấy đấy. Tại sao thì cũng vẫn thì cùng một cái tháp rùa như vậy mà rất nhiều người chụp hình, chụp ảnh ấy. Và cũng thì cái vị trí đấy, nhiều người họ chụp ra một bức ảnh rất đẹp. Chỉ cần xoay đi một góc, nhích đi một chút thôi là có một cái góc máy đẹp, khung cảnh đẹp. Buổi sáng có vẻ đẹp của buổi sáng, buổi chiều có vẻ đẹp buổi chiều, buổi tối lại có vẻ đẹp của buổi tối riêng. Vì thế mà cái cây này cũng vậy. Đây là tác phẩm song thụ. Máy bay cháu bay xong rồi. Vâng. À, chưa hết pin nhưng mà cháu bay thế thôi. À, đi xe máy bay. À, vâng, cháu cất rồi, để trên ô tô. Vâng. Thế mà hôm nay không xem. Vâng. Đây, tác phẩm song thụ. Ôi, không còn gì để mà nói. Nó đẹp, thật sự luôn là đẹp. Ê, em nói xin phép các bác đừng có cái cho câu là thôi mày đừng khóc thuê nữa đi nhá. Đấy, em rất là không hài lòng câu nói các bác thế. Các bác có thời gian thì các bác đến đây các bác ngắm thực tế những cái cây này ở nhà bác Trường này. Nó đẹp thực thụ luôn. Thứ nhất cây có độ tuổi. Em nói như những cái cây này có khi là nó những cái cây này phải bằng tuổi ông tuổi bà của em rồi chứ. Chứ không phải là tuổi bố tuổi mẹ nữa. Quá già rồi. Đây là mặt sau này. Đấy. Nên này em quay là cực kỳ chi tiết nhá, cực kỳ cụ thể nhá. Từ từ chậm rãi nhá. Tay cành bệ rễ này. Đấy, các bác có thể ngắm nhìn các bác sẽ thấy được. Ok chưa? Đây này. U cục ở trong này này. Đấy. Địa y mọc đề hết lên cả tay cành này. Cái cây này là cái cây mà theo từ sáng bác Trường bác ấy nói là sẽ có ý định là thay chậu
thay một trong hai cái bể mà lấy là của anh Dũng với cả anh Thực đấy. Thì chắc là chiều bác ấy sẽ cho thợ thay cây này. Đúng anh nhỉ? Đúng cây này không nhỉ? Và chiều nay là sẽ thay cái bể vào cây này đúng không? Bác đây thì bác cũng không nắm được rõ cây lắm, chỉ có cái anh làm cây anh mới nắm rõ. Đấy. Còn đây là tác phẩm mùa ngàn sao. Ôi dồi ôi, lực lưỡng. Đây, mọi người có thể nhìn này. Tôi phải đứng cách cái cây này khoảng, xem nào, 4 mét. 4 mét tôi mới quay được hết. Từ cái phần thảm đỏ kia lên. Đấy, đi gần vào 1 mét thì quay được như thế này. Bóng tán của cây này, rõ hơn đây. Bác ấy đặt cho là tác phẩm ngàn sao. Bóng cây này rất đều đẹp. Lá này. Đây, phần bệ rễ nhá. Bệ rễ thì tuyệt vời luôn. Đây, rồi ôi, phần bệ rễ thì thôi rồi này. Đây là các cái rễ buông họa xuống này. Đấy. Rồi, phần bệ rễ này. Em quay một vòng quanh phần bệ rễ cho các bác ngắm này. Úi dồi ôi, nhìn phê thật. Đấy, phần bệ rễ. Thân này, đằng sau này. Nhìn thấy được chưa? Đẹp quá rồi. Đây, tác phẩm ngàn sao. Chủ nhân là Nguyễn Trọng Trường của Hải Dương. Tên bác ấy rất đẹp. Rất hay, Nguyễn Trọng Trường. Rồi ok, em qua tác phẩm này quay cho các bác coi nhá. Một tác phẩm xanh quê rất già. Đây. Đấy. Nhưng mà cây nào cũng già, cây nào cũng đẹp. Đây này, các bác nhìn này. Xanh quê, nó đặc điểm của cái xanh quê là nó rất nhiều địa y nhá. Em quay nhiều video rồi thì em thấy được là như vậy. Địa y này nó mọc bám trên xanh quê là nhiều hơn Nam Điền. Thì mọi người biết được rồi. Địa y mà bám như này chứng tỏ là cây có tuổi đời rất lâu. Đúng chưa?
đây mặt sau của cây này, bác ấy luôn tạo ra những cái hang hốc, tạo những cái nét tự nhiên của cây như là một cái mô hình thu nhỏ từ tự nhiên được thu nhỏ vào trong cái chậu này. Đấy. Mặt sau này. Này, bác ấy cố tình tạo ra những cái hốc như này. Đấy. Rồi, em dừng lại ở tác phẩm Xanh Quê này nhá. Các bác lại tiếp tục xem tiếp các cây ở các video sau.